Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chương trình trước, chúng tôi đã đề cập nhiều đến những khó khăn khi tiếp cận vốn vay của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà cụ thể ở đây là thiếu tài sản đảm bảo khi vay vốn. Và để tháo gỡ những rào cản này thì nhiều giải pháp cũng đã được đưa ra. Cụ thể là Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ đồng thời kêu gọi và khuyến khích các ngân hàng thương mại tăng cường cho vay tín chấp. Thực ra lâu nay các ngân hàng cũng đã thực hiện cho vay theo hình thức thế này, nhưng hiệu quả đạt được ra sao? Các doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn vay với hình thức tín chấp hay không? Tất cả sẽ có trong chương trình Tạp chí Ngân hàng với chủ đề Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 5 tuần này. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp ngay sau đây. Theo Tổng cục Thống kê, đến cuối năm 2016, Việt Nam có gần 500.000 doanh nghiệp, trong đó có hơn 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong số doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có đến 60% doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ, vốn cũng như điều kiện kỹ thuật rất lạc hậu. Do đó, hiệu quả kinh doanh chưa cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, nhu cầu tiếp cận vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp rất lớn. Tuy nhiên, theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, hiện vẫn còn đến 60% doanh nghiệp chưa tiếp cận được vốn vay. Còn theo một số khảo sát gần đây cho thấy, có đến 70% trong nhóm doanh nghiệp này phải tiếp tục sử dụng nguồn vốn tự có. Một trong những vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn là tiếp cận vốn ngân hàng, và một trong những bài toán bấy lâu nay giữa ngân hàng và doanh nghiệp nhỏ và vừa là không có tài sản thế chấp. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tài sản đảm bảo hiện nay có rất ít, trong khi nhu cầu vay vốn để đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh thì lại rất lớn. Không thể phủ nhận những cố gắng của ngành ngân hàng trong việc khơi thông dòng vốn tới nền kinh tế. Nhiều kênh dẫn vốn như các chương trình tín dụng ưu đãi, kết nối ngân hàng doanh nghiệp, gói tín dụng ưu tiên dành cho từng lĩnh vực, ngành hàng đã được các ngân hàng thương mại thực hiện. Không chỉ vậy, thời gian vừa qua đã có nhiều biện pháp từ phía chính phủ, ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng hỗ trợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một trong những giải pháp đó là tăng cường cho vay tín chấp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngay từ năm 2014, ngân hàng nhà nước cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai chỉ thị 11/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, điểm quan trọng được nhiều người chú ý là việc xây dựng quy trình thu nhập, khai thác thông tin về đánh giá tín nhiệm, hoạt động của khách hàng nhằm tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đảm bảo. Và liên tiếp trong những năm tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục đẩy mạnh cho vay tín chấp, đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận vốn vay. Hiện nay, chủ trương của Ngân hàng Nhà nước là thúc đẩy các ngân hàng thương mại hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua hình thức tín chấp. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì được vay tín chấp là mong mỏi cũng như niềm mơ ước, bởi với các doanh nghiệp này thì tài sản thế chấp luôn là vấn đề đau đầu khi tiếp cận ngân hàng. Đến nay thì chủ trương đã có, giải pháp cũng đã đưa ra. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn vay bằng hình thức tín chấp đối với các doanh nghiệp liệu có thực sự dễ dàng hay không? Các doanh nghiệp đã tiếp cận được với chính sách này hay chưa? Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, doanh nghiệp da dày Minh Diệu cần nguồn vốn để đầu tư máy móc thiết bị mới, và hiện nay với chủ trương tăng cường cho vay tín chấp từ chính phủ, doanh nghiệp này cũng đang khấp khởi mừng vì không còn nỗi lo về vấn đề tài sản thế chấp, bởi hiện nay tài sản thế chấp của doanh nghiệp không đủ để thế chấp vay vốn. Tuy nhiên, sau khi gõ cửa nhiều ngân hàng thì cho đến nay doanh nghiệp vẫn chưa vay được vốn tín chấp từ ngân hàng mà vẫn phải vay với hình thức thế chấp. Hiện nay chúng tôi đang vay vốn của ngân hàng với cái điều kiện là có cái tài sản để đảm bảo. Nhưng mà cái tài sản bảo đảm thì nó có giới hạn. Doanh nghiệp, vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cái tài sản nó không có nhiều, mà cái nhu cầu đồng vốn thì lớn. Cho nên là nếu như mà được chính phủ tạo mọi cái điều kiện và ngân hàng đồng hành cùng với doanh nghiệp, thì theo như tôi nghĩ rằng cái việc vay tín chấp hết sức cần thiết. Để vay được thì ngân hàng cũng yêu cầu vô số các điều kiện như dòng tiền ổn định, phương án kinh doanh khả thi, không có nợ xấu. Thế nhưng chỉ các doanh nghiệp lớn có quan hệ lâu dài với ngân hàng mới được chấp nhận những điều kiện này. Trong khi khối doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn trong tình trạng khó tiếp cận được hình thức tín chấp dù có dòng tiền ổn định. Mặc dù chính phủ cũng có quan tâm và cũng có những chủ trương và thúc đẩy các cái ngân hàng thương mại để cho các cái doanh nghiệp vay theo dạng tín chấp, nhưng thực tế đến hiện nay như là doanh nghiệp của chúng tôi thì chưa hề được tiếp cận cái hình thức này. Mặc dù trong suốt hơn 10 năm thì tất cả các cái khoản vay cũng như đáo nợ và thanh toán đều đầy đủ và chưa bao giờ tức là quá trễ hạn. Khi mình xuất khẩu nông sản đi thì các hệ thống siêu thị nước ngoài á, thì mình vẫn cho họ một cái hạn mức công nợ từ 45 tới 60 ngày kể từ ngày hạn xuất.
Do đó là công ty cũng có đặt vấn đề xin trợ cấp tín dụng ở một số ngân hàng để thế chấp cái dòng vốn đó, để tiếp tục gia vốn, tiếp tục sản xuất kinh doanh, không để bị gián đoạn. Tuy nhiên là khi chúng tôi đặt cái yêu cầu với một số ngân hàng thì cũng gặp cái trở ngại là ngân hàng phải yêu cầu phải có thế chấp, phải có cầm cố, không có đồng ý thế chấp cái dòng vốn hoặc là tín chấp. Do đó là công ty cũng gặp những cái khó khăn về vốn. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc phát triển của họ gắn liền với nguồn vốn. Nếu mà không có vốn thì không đủ điều kiện để đầu tư máy móc, thay đổi công nghệ. Đây là nhu cầu rất lớn hiện nay, bởi doanh nghiệp nào cũng muốn đổi mới sáng tạo, tiếp cận công nghệ mới, mở rộng sản xuất và tăng trưởng để có cơ hội tiếp cận những đơn hàng lớn, chứ không muốn dậm chân tại chỗ. Thế nhưng tiếp cận vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn, vì vậy các doanh nghiệp hầu như huy động vốn từ gia đình và các nguồn vốn khác bên ngoài để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, những nguồn vốn này cũng không nhiều, và chính vì sự hạn chế về nguồn vốn như vậy sẽ khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, trong đó không ít doanh nghiệp sẽ chọn cách co hẹp hoạt động của mình, hạn chế mở rộng đầu tư, dẫn đến khó hội nhập và phát triển ở khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lúc này trên thị trường Việt Nam chúng ta là hàng loạt các cái sản phẩm của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Thái Lan, người ta ủng vô này. Nếu chúng ta không tốt thì chúng ta không thể cạnh tranh được. Mà muốn cạnh tranh thì phải đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị, rồi quản trị nữa. Mà tất cả những cái này cần phải có vốn. Mà không có vốn thì doanh nghiệp không thể nào chuyển đổi được. Mà nếu ngân hàng cứ vẫn cứ làm khó, doanh nghiệp cũng không tiếp cận được vốn thì doanh nghiệp đó từ chỗ không phát triển được đến chỗ giải thể, phá sản là chuyện rất cần. 70% các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng, chỉ 30% là ít hoặc không vay. Chính vì thế, khi cửa cấp vốn chính thống là ngân hàng ngày càng bị hạn hẹp, thì việc các doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản tăng cao là điều không tránh khỏi. Không khó để nhận thấy nhiều chương trình vay vốn không tài sản đảm bảo được phía Ngân hàng Thương mại tung ra nhằm hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như để giải tỏa chính nguồn vốn của mình. Thế nhưng khối doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận được vốn vay với hình thức tín chấp. Chính sách đã có, ngân hàng cũng đã triển khai, thế nhưng vì sao vẫn khó đi vào thực tiễn? Nguyên nhân hiện tại là gì? Câu trả lời sẽ được đề cập trong phóng sự ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ở phía ngân hàng, việc triển khai cho vay tín chấp hiện nay không phải là không có. Thế nhưng để cấp tín dụng không tài sản đảm bảo thì các ngân hàng còn nhiều e ngại. Bởi vay tín chấp thì rủi ro sẽ nằm ở các ngân hàng là chủ yếu. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro, các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ khách hàng, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do vậy, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ điều kiện để đáp ứng tiêu chí cho vay của ngân hàng, mà cụ thể là về chuẩn quản trị cũng như báo cáo tài chính. Về phía doanh nghiệp thì là các nhóm doanh nghiệp này được định nghĩa là những doanh nghiệp siêu nhỏ. Thì khi mà quy mô họ nhỏ thì sẽ bao gồm những cái đấy còn là họ mới thành lập, thời gian chưa lâu, hệ thống quản trị doanh nghiệp chưa chuẩn, các cái hệ thống báo cáo tài chính cũng chưa đáp ứng được yêu cầu là chuẩn của Việt Nam quốc tế. Thế cho nên ấy, là khi mà họ mang những cái cấu trúc nó khá là đơn sơ, sơ sài như vậy đến tiếp cận ngân hàng khá là rụt rè trong cái việc là cho vay vốn. Chính sách của ngân hàng với đặc thù là một tổ chức đi vay để cho vay, nên các quy định, quy trình cho vay luôn thận trọng, quy chuẩn và chặt chẽ buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ. Đặc biệt là đối với vay tín chấp, thì mối quan tâm chính của ngân hàng chính là về phương án kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là yếu tố chính để nhận định doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả hay không, kế hoạch trả nợ khả thi hay không, và tất cả phải thật cụ thể, rõ ràng và rành mạch thông qua các báo cáo, con số tính toán cụ thể, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn mang tính chất gia đình. Vì thế, việc xây dựng một phương án kinh doanh đạt chuẩn vẫn còn nhiều khó khăn. Mà như vậy thì việc tiếp cận vốn tín chấp sẽ bị hạn chế. Doanh nghiệp nhỏ vừa thì có những doanh nghiệp chưa phải là phối kết hợp chặt chẽ với cả ngân hàng. Khi xây dựng phương án, đưa ra một phương án để chứng minh được đầu vào, đầu ra và phải đảm bảo thu hồi được vốn, có nghĩa là gì? Phải có lãi. Có nghĩa sản phẩm là xuất ra phải có lãi thì mới có thể đảm bảo trả được ngân hàng cả gốc và lãi. Thì cái này là đáng là đúng. Các chuyên gia cho biết, nguyên nhân cốt lõi của vấn đề khó tiếp cận vốn ngân hàng là từ mối quan hệ giữa hai chủ thể, ngân hàng và doanh nghiệp. Ngân hàng không thiếu vốn, nhưng số lượng các doanh nghiệp tạo được niềm tin với ngân hàng chưa nhiều, trong khi sự minh bạch thông tin của doanh nghiệp còn quá ít ỏi để các ngân hàng cho vay không tài sản đảm bảo, trong khi ngân hàng cũng là một doanh nghiệp
cũng hoạt động kinh doanh để có lời và giảm thiểu tối đa các rủi ro khi cho vay. Là bản thân các ngân hàng cũng rất là sợ, rất là e ngại cái vấn đề là nợ xấu. Có nghĩa là cho vay nhưng mà không thu hồi nợ được. Và vấn đề thứ hai là các ngân hàng thương mại cũng chưa có thực sự là có niềm tin nhiều đối với các doanh nghiệp. Có nghĩa là phải chọn mặt để mà gửi vàng. Chọn cái doanh nghiệp nào mà có cái lịch sử tín dụng tốt, có cái quan hệ tín dụng tốt với ngân hàng. Nói tóm lại là có một cái ngân hàng tin tưởng được để mà cho vay. Cho vay tín chấp đã trở nên phổ biến tại các nước phát triển. Tuy nhiên tại Việt Nam thì hình thức cho vay này vẫn còn nhiều khó khăn đối với các ngân hàng thương mại và cả doanh nghiệp. Điều này không chỉ giúp ngân hàng cắt giảm chi phí mà còn giúp các doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận với nguồn vốn vay chi phí thấp. Thế nhưng để một chính sách đi vào thực tiễn và có hiệu quả thì có rất nhiều khó khăn, không phải là vấn đề một sớm một chiều. Có thể thấy để ngân hàng quyết định cấp tín dụng cho doanh nghiệp mà không cần tài sản đảm bảo thì không hề đơn giản. Doanh nghiệp thì kêu khó, ngân hàng lại cho rằng doanh nghiệp chưa tạo được lòng tin đủ để ngân hàng cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo. Bởi ngân hàng cũng cần phải đảm bảo rủi ro cho hoạt động cấp tín dụng của mình, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại không đủ điều kiện để đáp ứng các tiêu chuẩn riêng của ngân hàng thương mại. Vậy đâu là giải pháp để giải quyết khúc mắc này? Nội dung phóng sự sau đây sẽ là những kiến nghị để giải quyết câu chuyện niềm tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Thực tế chưa có một chuẩn cụ thể nào được quy định trong vay tín chấp, chủ yếu vẫn dựa trên sự tín nhiệm của ngân hàng với doanh nghiệp. Vì thế, doanh nghiệp muốn ngân hàng tin tưởng để cho vay tín chấp thì cần phải minh bạch hóa thông tin, chứng minh được kế hoạch trả nợ khả thi, cũng như tăng cường giao dịch với ngân hàng để tạo niềm tin. Nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cần phải có cái hệ thống lập, xác lập cái hệ thống sổ sách kế toán minh bạch, rõ ràng theo đúng các cái chuẩn mực kế toán của nhà nước quy định. Và vấn đề thứ hai nữa là các cái doanh nghiệp này phải tăng cường các cái hoạt động giao dịch với ngân hàng, hạn chế cái giao dịch bằng tiền mặt. Và thông qua đó thì xác lập được cái hệ số tín nhiệm doanh nghiệp đối với ngân hàng thì các ngân hàng thương mại sẽ dễ dàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay tín chấp hơn. Doanh nghiệp muốn cho ngân hàng tín nhiệm mình thì việc đầu tiên mình phải rõ ràng người ta. Mình rõ ràng trong báo cáo tài chính, rõ ràng trong phương án kinh doanh, phương án trả nợ thì ngân hàng người ta xem xét được. Doanh nghiệp khi mà sử dụng vốn vay là phải rất cẩn trọng và làm thế nào để thể hiện được cái việc nghiêm túc của mình trong việc nhận vốn vay, sử dụng vốn vay và thanh toán nợ. Theo chia sẻ của chuyên gia kinh tế tài chính ngân hàng, ông Đinh Thế Hiển cho biết, để tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn, trước hết các doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực. Hiện nay cái khó của doanh nghiệp chính là việc trình bày các kế hoạch, phương án vẫn còn sơ sài và theo truyền thống gia đình. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm, thông qua một đơn vị trung gian có chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề này, thay vì như trước đây doanh nghiệp tự trình bày. Với một hồ sơ đạt chuẩn yêu cầu thì doanh nghiệp sẽ có khả năng thuyết phục được ngân hàng cao hơn. Chính các doanh nghiệp nhỏ phải chủ động. Chủ động ở chỗ này, phải mạnh dạn tìm kiếm được những người tư vấn tài chính và kinh doanh tốt để hỗ trợ họ trong vấn đề là chiến lược, vấn đề lập kế hoạch và lập phương án để cho vay một cách là hiệu quả. Cụ thể là họ cần vay một nguồn khoản vốn của ngân hàng, thí dụ tính chấp 3 tỷ, 5 tỷ, thì rõ ràng họ phải lên cái ý thức và phải mời được một cái chuyên gia để vào, để đánh giá và hướng dẫn họ hoạch định được một cái kế hoạch hợp lý, khả thi để thuyết phục ngân hàng. Về phía ngân hàng thì cũng cần đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp thông qua việc nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm các sản phẩm phù hợp, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn vay. Cụ thể, các ngân hàng cần có quy trình cấp tín dụng riêng với những thủ tục đơn giản, đẩy mạnh thiết kế các gói sản phẩm tín dụng tín chấp riêng phù hợp đối với nhóm đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó có thể tạo được niềm tin giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Doanh nghiệp cũng không còn e ngại khi tiếp cận vốn vay tín chấp, ngân hàng cũng cởi mở hơn với doanh nghiệp. Thì họ phải xây dựng được một cái bộ phận chuyên là cho vay tín chấp của doanh nghiệp. Và bộ phận này nó phải là, thứ nhất là có phải bộ dữ liệu các ngành nghề nhỏ nắm sát. Thứ hai, nó có những cái quy trình để hướng dẫn cho doanh nghiệp. Và thứ ba, nó phải có những cán bộ là chuyên, thật sự là rất giỏi để hỗ trợ cho chi nhánh trong vấn đề tiếp cận, nghiên cứu và hướng dẫn cho doanh nghiệp nhỏ. Thì nếu mà ngân hàng họ quyết tâm tập trung làm cái bộ phận này thì cho rằng
cái tình hình nó sẽ cải thiện rất nhiều. Vậy tín chấp được xem như chiếc phao cứu sinh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, là những đối tượng không có hoặc có rất ít tài sản đảm bảo. Thế nhưng cái khó ở đây vẫn là câu chuyện về niềm tin giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Ngân hàng thiếu thông tin để tin tưởng doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp cho rằng ngân hàng khó khăn. Thế nên hiện nay cơ chế này rất cần sự tham gia của các cơ quan nhà nước để sớm hỗ trợ đưa chính sách đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!